Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Vì sao Hoa hậu Khánh Vân được mệnh danh là nữ hoàng thời trang tại Miss Universe? Thành công lớn nhất của nàng hậu tại cuộc thi là mang đến hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam hiện đại, sẵn sàng đương đầu mọi thử thách. Cô gái một mình sang Mỹ dự thi sắc đẹp giữa mùa dịch với 15 vali hành lý khiến fan không khỏi xúc động. Hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ 2020 sắp khép lại, mọi khán giả đã có tặng Hoa hậu cho bản thân mình và đương nhiên đại diện Việt Nam luôn là cái tên được réo gọi ở những vị trí rất cao. Dẫu biết rằng đấu trường Hoàn Vũ chưa bao giờ là một cuộc chiến dễ dàng in top, Khánh Vân vẫn luôn nỗ lực từng ngày từng giờ để mang về thành tích tốt cho Việt Nam. Theo bản đánh giá mới nhất đây của một chuyên trang sắc đẹp, họ vừa đưa ra 15 cái tên có gu thời trang chỉnh chu và thời thượng nhất cuộc thi năm nay. Fan sắc đẹp cũng như các chuyên gia đánh giá rất cao fashion show của Khánh Vân, từ những bộ váy dạ hội cho đến outfit dạo phố. Đại diện Việt Nam được xếp đầu bảng kèm theo 4 đại diện nổi bật trong top 5 như Venezuela, Colombia, Mexico và Thái Lan. Nhận định này hoàn toàn có căn cứ khi Khánh Vân chưa một lần làm mọi người thất vọng về khoản ăn mặc. Những bộ váy mang nhiều thông điệp cùng các phụ kiện như bông tai, khẩu trang đều giúp Khánh Vân chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện. Kể cả đại diện Thái Lan còn phải thốt lên rằng cô ấy không chỉ đẹp mà còn rất thời trang. Trước mắt Khánh Vân là phần thi trang phục dân tộc vô cùng quan trọng. Khán giả Việt đang háo hức nhìn thấy cán em tỏa sáng trên sân khấu Hoàn Vũ và người đẹp sinh năm 1995 đang vô cùng háo hức để bước chân lên sàn diễn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.